Trong thời gian vừa qua, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường Hồ Chí Minh đang diễn ra rất phức tạp. Các điểm lấn chiếm của người dân khiến cho hạ tầng giao thông của tuyến đường huyết mạch này bị hư hỏng nghiêm trọng, làm cho tầm nhìn của người tham gia giao thông bị che khuất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam. Đây là cầu thác nước thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Các hộ dân đã tự ý dựng lều, lấn chiếm đến hành lang đường và cầu. Nguy hiểm hơn, người dân còn tự ý dẫn nước làm thủy điện, gây sụt lún trụ cầu và làm hư hại bề mặt của cây cầu huyết mạch này. Thấy nó có nhiều cái đường nước chảy, nó sỏi mòn ở hai bên móng cầu, rồi có nhiều vết nứt. Nên như là thấy nó gây ra nguy hiểm cho người dân. Ngoài việc xâm hại đến các công trình giao thông, dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam còn có hơn 70 vị trí vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Hiện các vị trí lấn chiếm này đều được chuyển cho chính quyền địa phương. Thế nhưng thực tế có rất nhiều vị trí nguy hiểm vẫn chưa được xử lý. Các cái hộ dân được giao trồng rừng thì đã trồng những cái cây xanh có cái tán rộng và sát với lề đường, do vậy và nó sẽ gây cản trở giao thông trên tuyến, đặc biệt là vào ban đêm hoặc là khi thời tiết có sương mù hoặc là mưa. Thì Ủy ban nhân dân huyện cũng như cơ quan chức năng phối hợp với chi cục quản lý đường bộ 3 đã kiểm tra rồi vận động cái tháo dỡ. Tuy nhiên đến cầu hai hộ họ cũng trái ấy chưa cái tháo dỡ. Sắp đến thì Ủy ban nhân dân huyện cùng phối hợp với quản lý đường bộ 3 để chúng ta là kiên quyết đẩy lùi và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Trong 5 tháng đầu năm 2016, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 18 người bị thương. Trong đó, nhiều vụ tai nạn xảy ra có nguyên nhân do hành lang an toàn bị lấn chiếm, gây khuất tầm nhìn cho lái xe.